Tiếp tục chia sẻ với quý vị các bạn hai hàng tiếp theo mà quý vị các bạn cùng theo dõi. Đây, quý vị nhìn bộ râm ngày một đẹp hơn. Làm thêm con tử cho này yêu quá quý vị này. Rất là xinh xắn. Cái thân này nó chạy quạt lên. Vielsai sẽ đi từ từ cho chúng ta chiêm ngắm một lượt luôn. Đây, tác phẩm này Vielsai thấy xuất hiện nhiều ở các triển lãm gần đây. Một cây bo đá. Đá này hay gọi là đá thấm thủy. Thân tháp à, bộ râm. Này, già tới quả phúc. Già tới quả phúc luôn. Mịn màng quý vị ạ. Anh em vẫn đang nuôi thêm kình thở này cho cái chỗ này nó đẩy cái nu lên nhìn nó sinh động hơn với cái thân. Lọc bỏ cái bộ lá đi, nhìn toàn bộ xương râm cây nó lộ hết toàn bộ được, ngắm đã. Chính vì như vậy Vielsai muốn chọn cái thời điểm mà mọi người đang xuống lá và cắt giật lại để chia sẻ với quý vị và các bạn. Bên cạnh đây là một tác phẩm Si. Bạn thắng rất nhiều cái chậu ba khoang hai chân triện để trồng cái tác phẩm vào. Để mà tìm chậu nó hợp với, gọi là vừa form với cây đã là khó rồi, nói về bể đá cổ, huống chi lại tìm những cái nét đẹp sinh động của bể nó còn khó nữa quý vị ạ. Đây là một sự tỉ mỉ của người chơi cây cây cảnh nghệ thuật nói chung và bạn Thắng Nhôm nói riêng. Có thể dùng từ đẹp từng cm và độ com lê của cây với chậu nó rất là hòa quyện vào với nhau. Làm cho người ngắm thì phải trầm trồ đến chậu rồi đến tác phẩm. Tác phẩm này thì chưa kịp xuống lá vì rất nhiều cây đang đợi để làm rồi, có thể cây này làm sau nên anh em chưa tuốt lá, nhưng mà đã lọc được cái bộ gọi là cành thở ở trên thân cũng rất là dễ nhìn cho mình rồi. Anh quý vị cùng chiêm ngưỡng cái thân pháp. Mà mặt trời nhìn nó xa xăm quý vị này, cảm giác như kiểu mình đang vào một cái hang động và thẳng bên trong này. Đó, xa xa kia có những cành nó đưa lên mình ngắm được hết. Lại một lần nữa lại khen nghệ nhân làm giỏi làm đẹp. Mỗi một hàng Vielsai quay thì tất nhiên là nó không thể tỉ mỉ được cho tất cả mọi người, nhưng mà cũng đủ mọi người biết được những tác phẩm nào của bạn Thắng Nhôm ở đây. À đây, cây này chia sẻ quý vị một chút là cây của Vielsai mua của bạn Thành Đá Phủ Lý. Đấy, quý vị nhìn cái cơ địa nó kinh khủng không? Sau đó bán cho anh Vân ở chợ chùa. Anh Vân chắc lại bán cho anh Đệ. Anh Đệ lại bán lại cho bạn Thắng Nhôm. Bởi vì cái thần pháp nó kinh khủng không? Cái cơ địa nó dã man không? Đấy, kinh khủng luôn. Bạn Thắng Nhôm là một người đúng là lại khen một lần nữa
bạn ấy nhìn được đồ như kiểu là nhìn xuyên thấu ấy, bạn ấy đoán trước được thời gian này, là cây nào nó sẽ như thế nào, siêu thật. À, một cây hai thân, cái sự đoán đấy ấy, không phải là nịnh đâu, nhưng mà ý nói đến là một cái người có kinh nghiệm. Bạn ấy đã có một thời gian để lấy những cây già về để nuôi rồi, nên là có kinh nghiệm, nên là đi bạn ấy tuyển đồ nó sẽ kỹ lưỡng hơn và sự lựa chọn nó khó hơn khi bạn ấy quyết định mua một tác phẩm nào đó mang về vườn, hát cái phôi ở đó để làm tiếp theo. Cái video sai muốn nói ý đến là như thế thôi. Nhà tiếp tục về những cây đằng sau. Một cây cổ ba bông, quý vị ạ. Một cây cổ ba bông đặc trưng. Nhưng mà cái điều nhắc đến nó vẫn phải là già. Đấy. Đây, một cây ba bông đặt ngay trước hiên. Về cây này thì Yêu Sai cũng không bàn nhiều nữa, thì đã gọi từ là cây cổ đúng không ạ? Tất nhiên là phải rất là già rồi. Yêu Sai muốn quay kỹ hơn là thường thường cây thì Yêu Sai thấy năm bông rất là nhiều, cây ba bông này thì ít gặp, nên Yêu Sai muốn quay kỹ hơn một chút cho mọi người chiêm ngưỡng. Chỗ này nó già, nó nhăn nheo như cái vòi voi. Quả phúc thì rất là to, tầm dày. Tiếp tục một tác phẩm như này. Wow, to ghê, thần pháp nục nạc. Cái này to thật quý vị ạ. Bạn đặt giữa cửa luôn. Vào cái chậu huyết góc, một cái bể đá huyết góc. Đấy. Trồng cái dãy nó bò đá. Vì làm sai nãy nhìn nhầm tưởng bể cả, nhìn đây bằng đá. Cái này mà lọc ra thì phiêu lắm. Quý vị đợi ở thước phim khác, một ngày gần nhất Vio Sai có thể bắt gặp được, Vio Sai sẽ quay kỹ cho quý vị các bạn ngắm này, cái phôi này để tại sao mà bạn để giữa cửa. Chắc chắn là nó có một cái điều gì đó bí ẩn. Nó là một cái rất quý, cái phôi rất quý. Nó là cái phôi nhiều tiền quý vị ạ. Tiếp tục cái tác phẩm nghệ thuật nữa. Đây quý vị, lại trồng ở trong một cái bể đá ba khoang cỡ đại. Vio Sai đang nhìn đằng trước là ba khoang, nếu hai hông nữa là năm. Đằng sau có nữa không? Đằng sau không quý vị ạ. Thì gọi đây là một cái bể ba khoang trước mặt, nhưng mà nó là cỡ đại. Nếu phải nói về cái bể này rất hiếm, hiếm lắm quý vị ạ. Vio Sai cứ chia sẻ trước một chút về thông tin về đá, rất hiếm. Còn về tác phẩm đấy quý vị, quý vị nhìn cái độ phè của rễ này, đây nó thể hiện là thời gian là trân trọng. Đấy, nó phè xuống quý vị, nó chảy lì này, chảy ra. Khi một tác phẩm được cô vào chậu, nó có thời gian nhất định ấy, thì tất cả những cái bệ này với Vio Sai đi quay nhiều, toàn bộ được đẩy lên, vì nó không phát triển ra ngoài được nên đẩy hết vào. Cảm giác mặt bệ rất yêu. Đấy quý vị, rất thích. Mỏng nhau quý vị nha, mỏng. Đấy, nói về phần bệ, còn về cái nghệ thuật của nó, quý vị nhìn đây, một cái cành rơi quý vị ạ. Cành rơi mà rất là khó. Đấy, tạo tác rơi nhưng mà phải uốn éo. Thường thường rơi là rơi thẳng xuống, nhưng mà đây còn bị uốn éo.
tạo một cái độ mềm mại và làm cho tác phẩm chúng ta đi qua là phải đứng lại ngắm nghía và trầm trồ. Cảm ơn quý vị các bạn rất nhiều đã theo dõi video Sai chia sẻ một số tác phẩm, một số cây phôi của bạn Thắng Nhôm. Bạn ấy còn rất nhiều nữa trong kia nữa. Mời quý vị các bạn cùng video Sai sang video tiếp theo để chúng ta chia sẻ nhé. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất.